Xin kính chào quý cô, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng sớm hôm nay là thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý cô, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con, quý vị, các bạn, thì thành giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tạm thời cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tiếp tục tăng thật là mạnh trở lại. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây hiện nay thì thanh long ruột đỏ độ 1 dao động từ 20 đến 22 ngàn. Loại 2 dao động ở mức từ 15 đến 17 ngàn. Còn loại 3 dao động từ 10 đến 12 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại giữa. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì hàng đẹp dao động từ 10 đến 12 ngàn. Hàng sàn dao động từ 8 đến 10 ngàn. Hàng giá dao động từ 4 đến 5 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại giữa ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận hiện nay. Thì thanh long ruột trắng cũng không có chênh lệch gì nhiều. Khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 10 ngàn, 11 ngàn, 12 ngàn. Bò sàn thì 8 ngàn, 9 ngàn, 10 ngàn. Hàng giá dao động mức từ 4 đến 5 ngàn. Đây là giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì hàng loại 1 dao động từ 20 đến 22 ngàn. Hàng loại 2 dao động từ 15 đến 17 ngàn. Loại 3 dao động từ 10 đến 12 ngàn. Hàng giá thì dao động từ 7 đến 8 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột trắng, ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý vị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị con trong